Chào mọi người. Hôm nay bếp kỳ duyên của mình sẽ làm một món ăn giả nữa, là mình sẽ nướng nếp. Ở đây là nếp. Nếp mình do cho sạch, xong mình trộn với dừa sáp với đậu đậu trắng mình nấu sẵn. Bây giờ mình làm một cái loại bánh là nếp áp chảo. Ở đây là nếp, dừa, nêm một ít muối. Có thể là mình sẽ nêm một ít đường nữa nha. Mình nêm ít đường thôi, không cần quá ngọt, cho nếp nó có cái hương vị hơi ngót ngót thôi, không có ngọt nhiều. Tại vì nếu mà nó ngọt quá thì nó sẽ dễ bị khét. Rồi khi mà nếp mình trộn như thế này rồi thì mình sẽ cho vô chảo, mình áp xuống chảo. Và đây là nhân. Mình sẽ nhân dừa nha. Đây là nếp ép chảo nè mọi người. Bởi vì nó là nếp khô cho nên mình sẽ cho một chút xíu nước thôi, để giúp cho nếp nó chín, dễ chín. Và đây là nhân đậu xanh với dừa. Mình ướp chảo, nó là một loại nếp như vậy, nó sẽ rất là giòn. Nó làm cho nếp của mình giòn, dẻo mà giòn, rất là ngon. Vậy thì mình sẽ ép ép nó xuống. Để mình sẽ cho rồi đậy nắp lại, mình để lửa rất là nhỏ nha các bạn, bởi vì lửa nhỏ nó sẽ làm cho nếp của mình nó áp chảo nó đều hơn. Rồi như vậy là nãy giờ mình đã được 10 phút rồi, mình sẽ trở bề lại nha. Nếp nó vừa ráo, trở bề lại để cho nó giòn đều hai bề. Nó rất là ngon phải không mọi người? Nếp nó sẽ giòn và nó vàng lên như thế này, nó rất là ngon. Đây là một món ăn mình cũng tự chế nữa nè nha. Mình sáng kiến rồi mình làm nè. Mình cũng cảm giác nó sẽ rất là ngon đây. Rồi trở về như vậy thì chúng ta sẽ để thêm khoảng 10 phút nữa, 10 phút, 15 phút nữa nha. Để cho nó vàng đều hai bề. Khi sẵn nó vàng hai bề mình có thể chở tới chở lui vài lần nữa cho nó đủ giòn. Xong.
Nếp ướp chảo của mình nó đã xong. Vậy là mình sẽ lấy ra nha. Ồ, nhìn rất là hấp dẫn phải không mọi người? Rất là tuyệt vời. Ngon cực kỳ. À, rất là đơn giản, dễ làm. Mà sẽ rất là ngon, hấp dẫn đây. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Chúc mọi người ngon miệng. Nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ. Chúc mọi người ngon miệng. Một món ăn rất là đơn thuần, rất là chay mà ngon. Nguyện hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. A Di Đà Phật.